Giá cà phê hôm nay ngày 24 tháng 5 chưa thể hồi phục dù đồng USD đang giảm mạnh. Giá cà phê hôm nay ngày 24 tháng 5 trong khoảng 40.400 đến 41.000 đồng mỗi kg. Giá cà phê trên hai sàn tiếp tục xu hướng giảm từ cuối tuần trước. Mặc dù chỉ số đồng USD đang giảm mạnh, đồng di an của Brazil tăng tốt nhưng đà giảm vẫn còn. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.400 đồng mỗi kg tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay ở mức 41.000 đồng mỗi kg, tại huyện Yê Hát Leo, Đắk Lắc, Buôn Hồ, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 40.900 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đà Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 40.900 đồng mỗi kg tại Gia Nghĩa và 40.800 đồng mỗi kg ở Đà Giờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 40.900 đồng mỗi kg, chư prong ở Play, Cu và Lager dài cùng giá 40.800 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 40.900 đồng mỗi kg. Thị trường cà phê trong nước giảm nhẹ so với cùng thời điểm sáng qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 7 năm 2022 giảm 15 USD mỗi tấn ở mức 2.041 USD mỗi tấn. Giao tháng 9 năm 2022 giảm 16 USD mỗi tấn ở mức 2043 USD mỗi tấn. Trong khi đó, trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 7 năm 2022 giảm 0,1 CLB ở mức 215,75 CLB. Giao tháng 9 năm 2022 giảm 2,8 CLB ở mức 215,95 CLB. Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá cà phê trên hai sàn tiếp tục xu hướng giảm từ cuối tuần trước. Mặc dù chỉ số đồng USD đang giảm mạnh, đồng di an của Brazil tăng tốt nhưng đà giảm vẫn còn. Theo chuyên gia Nguyễn Quang Bình, nguyên nhân là do tin xương giá tại các vùng trồng ở Brazil không còn ảnh hưởng tới thị trường. Tuần này các quỹ đầu tư tài chính đã vung tay mua mạnh, cho nên họ đang bán ra để cơ cấu lại danh mục hàng hóa trong ngày khóa sổ vị thế kinh doanh hôm nay. Ngoài ra, báo cáo khảo sát vụ mùa lần 2 của Cona, Brazil nhận định sản lượng Conilon Robusta sẽ đạt mức kỷ lục 17,7 triệu bao tăng 8,66% và dự đoán sản lượng Arabica sẽ đạt 35,7 triệu bao, tăng 13,6% so với vụ năm ngoái. Những số liệu trên tiếp tục ảnh hưởng xấu đến thị trường đầu tuần này. Về diễn biến giá cà phê tuần này, chuyên gia Nguyễn Quang Bình nhận định, từ cuối tháng 4 năm 2022 đến nay, biên độ dao động trong từng phiên rất lớn và hầu hết các tính toán về kỹ thuật đều không chính xác. Nguyên nhân do thị trường cấy yếu tố tăng lãi suất và lạm phát, mua bán trong từng phiên hầu hết do vốn tạo sóng nên nhu cầu hàng hóa, hàng thực tỏ ra giả tạo trên sàn. Điều đáng lưu ý là cứ mỗi lần tràn về vùng 2.000, giá lan đơn lại được kéo lên, nhưng cú kích lên ấy không đi quá đỉnh lập phía trước. Chính vì thế, một cách đơn giản trong giai đoạn này để nói về kỹ thuật là nếu như phá được 1990 khả năng lan đơn sẽ mất hết các lực đỡ và còn có thể mất thêm 100 USD nữa. Nếu bất dậy theo hướng tăng, cứ qua được khỏi đỉnh nào thì khả năng có thể tìm đỉnh cũ cao hơn. Giá tiêu hôm nay ngày 24 tháng 5, giao dịch từ 72.000 đến 75.500 đồng mỗi kg. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước ổn định ở một số địa phương, giao dịch từ 72.000 đến 75.500 đồng mỗi kg. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước ổn định ở một số địa phương, giao dịch từ 72.000 đến 75.500 đồng mỗi kg. Cụ thể, Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai thấp nhất thị trường khi ở mức 72.000 đồng mỗi kg. Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Đồng Nai, 72.500 đồng mỗi kg. Đà Nông, Đắk Lắc, 73.500 đồng mỗi kg. Bình Phước, 74.500 đồng mỗi kg và Bà Rịa Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 75.500 đồng mỗi kg. Công ty cổ phần Liên Thành đánh giá, lượng hàng tồn hiện tại ước khoảng 80.000 đến 100.000 tấn. Đây là khối lượng tương đối cao trong bối cảnh xuất khẩu các tháng đầu năm suy giảm. Nguyên nhân xuất khẩu suy giảm do tình hình lạm phát toàn cầu. Trung Quốc kiên trì chính sách Zero Covid-19 và cuộc xung đột Nga. Ukraine chưa có hồi kết. Như vậy, nhìn tổng thể thị trường sắp tới khá ảm đạm. Ông Nguyễn Tấn Hiên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trân Châu nhận định, đầu vụ năm nay mua bán kém sôi động trong khi hàng tồn ở Trung Đông vẫn còn. Liên minh châu Âu, EU và Mỹ thì có kế hoạch mua giải hạn. Hàng tồn của các năm trước còn nhiều, sản lượng không thấp hơn năm trước nên giá sẽ không tăng mạnh nếu không có sự tham gia của Trung Quốc. Tiêu Brazil hiện có mặt khắp nơi trên thế giới. Việt Nam sẽ chịu áp lực cạnh tranh nếu Brazil tấn công thị trường Trung Quốc. Hiện nay, lượng tồn kho vẫn ở mức cao trong khi nhu cầu khách hàng yếu nên doanh nghiệp xuất khẩu cũng lưỡng lự trong việc thu mua. Vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký quyết định số 13-2022 quy định TTG về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp trong đó Bà Rịa, Vũng Tàu là một trong 6 tỉnh được hỗ trợ bảo hiểm về cây hồ tiêu. Các loại cây trồng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp có lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê, vật nuôi có trâu, bò, heo và nuôi trồng thủy sản có tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá cha. Hình thức hỗ trợ mức bảo hiểm được chia theo từng đối tượng, trong đó cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại Nghị định số 07-2021-ND CP ngày 27 tháng 1 năm 2021 của chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 đến 2025 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế. Nếu có được hỗ trợ tối đa theo quy định tại khoản 1 điều 19 nghị định 58 2018 ND CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, nếu có được hỗ trợ mức tối đa là 90% phí bảo hiểm nông nghiệp